Rồi bây giờ mình cùng tiếp tục chuyển cho anh bài tập đọc hiểu 5 câu nè. Bài này thì anh thấy nó dễ hơn rồi ha. Bài nãy đọc điền khó quá thì bài đọc hiểu mình thấy dễ hơn rồi. Bạn nhìn anh nhé. Cách làm đọc hiểu là mình đọc những câu đầu tiên để xác định được bài đọc này thuộc về chủ đề gì. Đọc cho anh nè. Trong khi ánh sáng vào ban đêm có thể có lợi, trung lập hoặc là gây hại đối với từng loài động vật, thì cái sự hiện diện của nó luôn luôn sẽ disturb, làm xáo trộn hệ sinh thái. Ví dụ, một vài loài nhện thì chúng thường tránh những cái khu vực có ánh sáng, trong khi những cái loài khác là chúng lại rất là vui khi chúng xây dựng cái mạng nhện của chúng trực tiếp trên những cái cây cột đèn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì những cây cột đèn sẽ thu hút nhiều loài côn trùng biết bay, và những cái con nhện mà chúng không có sợ ánh sáng á, thì chúng sẽ nhận được nhiều cái ưu thế hơn những cái con nhện mà sợ ánh sáng, đúng không ạ? Vậy rõ ràng anh đọc xong rồi anh sẽ nói bài đọc này sẽ chủ đề nói về cái việc là ánh sáng vào ban đêm, đúng không? Ánh sáng ban đêm nè, ban đêm ánh sáng vào ban đêm, đúng không? Vậy bạn nhìn anh có câu hỏi về bài đọc này chủ yếu thảo luận về vấn đề gì? Câu A là cái sự tăng trưởng trong cái nhu cầu chiếu sáng tốt hơn, không phải không đúng. Nãy giờ mình nói đoạn đầu tiên không hề đề cập đến cái việc tăng trưởng gì cả, đúng không ạ? Câu B là ánh sáng thì ô nhiễm môi trường như thế nào? Câu này có thể đúng nè. Những cái chất độc hại mà động thực vật thải ra dưới ánh sáng cũng có thể đúng, đúng không? Và mô tả cái lượng ô nhiễm ánh sáng, giảm cái lượng ô nhiễm ánh sáng thì cũng có thể đúng, đúng không ạ? Vậy còn để cuối cùng mình làm, đúng không? Cuối cùng mình làm. Chứ mình đọc xong đoạn đầu tiên mình vẫn chưa xác định được nó nói về chủ đề gì đâu, ha. Sang câu số 40 đi bạn. Câu 10 là gì? Câu 10 là câu nào sau đây, cái tác động nào dưới đây? Cái câu nào sau đây thì tác động lên cái chức năng của hệ sinh thái ngoại trừ, ha. Tác động lên chức năng của hệ sinh thái ngoại trừ. Vậy bạn tìm kiếm trên trong bài đọc chỗ nào có nói về chức năng của hệ sinh thái thì mình kiếm thôi. Vậy bạn nhìn cho anh, các bạn thấy được cái từ chức năng hệ sinh thái nào ở đây luôn, đúng không? Vậy mình đọc thôi, mình đọc thôi, mình đọc nè, nhìn nè. Ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng thì bạn cụm từ là pose threat, tức là gây ra những cái mối đe dọa ha. Ô nhiễm ánh sáng thì gây ra những cái mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là đến với cuộc sống về đêm, đúng không ạ? Nó có tác động tiêu cực lên chức năng sinh lý của động thực vật. Nó có thể gì? Nó có thể làm bối rối đi cái việc định định phương hướng của loài động vật, đúng không ạ? Làm thay đổi cái tương tác cạnh tranh, thay đổi cái mối quan hệ của kẻ săn mồi và người và gì? Và mối quan hệ giữa thú săn mồi và thú bị săn mồi, đúng không ạ? Và con mồi đó. Và gây ra những cái tổn hại về mặt chức năng sinh lý. Cái nhịp sống thì cũng được sắp đặt, được bố trí bởi những cái kiểu ánh sáng và bóng tối tự nhiên, đúng không ạ? Vì thế bất cứ những cái sự xáo trộn, những cái sự phá vỡ nào đối với những cái kiểu hình này thì đều sẽ tác động lên chức năng của hệ sinh thái. Vậy bạn nhìn thấy không? Bất cứ những cái sự xáo trộn, những cái sự phá hủy nào thì cùng đều tác động lên chức năng của hệ sinh thái. Vậy những sự xáo trộn nào? Xáo trộn thứ nhất đề bài đề cập đến là gì nhờ? Là nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của động thực vật. Thứ hai là gì? Là nó làm là mất phương hướng của những loài động động vật. Chúng thay đổi cái mối quan hệ tương tác cạnh tranh, đúng không ạ? Chúng thay sau với bạn, chúng thay đổi cái sự tương tác cạnh tranh, chúng thay đổi cái mối quan hệ của kẻ đi săn mồi và con mồi, đúng không ạ? Và chúng gây hại cho chức năng sinh lý. Vậy rõ ràng bạn câu này không được đề cập nè. Chúng có làm gọi là mất phương hướng của loài động vật không? Có. Câu A đúng, loại. Chúng có thay đổi cái sự tương tác cạnh tranh không? Có. Chúng có thay đổi cái mối quan hệ kẻ đi săn mồi và thú bị săn mồi không? Có. Và rõ ràng câu D không được đề cập đến là cái sự chúng không thể tái tạo lại ha. Không thể cái sự không thể tái tạo lại của môi trường tự nhiên ha. Không hề đề cập đến câu D nha các bạn. Sang câu số tiếp theo. Câu 41. Câu mốt bạn nhìn cho anh nè, câu nào dưới đây có thể được kết luận từ đoạn văn này, conclude kết luận từ đoạn văn này. Câu 2 là giảm ánh sáng vào ban đêm là điều có lợi.
Câu B là môi trường sống hoang dã thì cần ít ánh sáng hơn chúng ta nghĩ. Câu C giảm ánh sáng là điều cần thiết. Và câu D là có những cái có ánh sáng khác nhau. À, có những cái tia sáng, những cái độ dài tia sáng khác nhau. Thì bây giờ mình coi coi là câu 1 mình kết luận được điều gì ha. Những cuộc nghiên cứu này đã chỉ ra rằng ô nhiễm ánh sáng xung quanh những cái hồ thì chúng sẽ ngăn chặn các động vật phù du, ví dụ như là loài vật này, đúng không ạ? Khỏi cái việc gì? Khỏi cái việc là ăn những cái con, những cái tảo ở trên bề mặt, gây ra cái việc nở hoa của tảo, cái mà có thể giết chết thực vật ở dưới hồ và làm giảm chất lượng của nguồn nước. Vì ô nhiễm ánh sáng mang lại tiêu cực, đúng không? Nó gây ra những cái việc như vậy. Tiếp nè. Ô nhiễm ánh sáng cũng tác động đến hệ sinh thái ở những cách thức khác nữa cơ. Ví dụ như là gì? Ví dụ những nhà khoa học đã ghi nhận rằng là ánh sáng vào ban đêm có thể cản trở cái khả năng định vị của loài bướm đêm và những loài vật sống về đêm khác. Vậy interfere with trong ngữ cảnh này có nghĩa là cản trở. Vậy cản trở nó chính là prevent, ha? Prevent, cản trở. Tiếp nè. Những bông hoa nở hoa vào ban đêm thì chúng phải phụ thuộc vào những con bướm đêm cho có việc thụ phấn thì cũng có thể bị tác động bởi ánh sáng vào ban đêm, đúng không ạ? Và gì? Bởi vì sẽ không có bất cứ những cái loài vật thụ phấn thay thế nào mà không bị tác động bởi ánh sáng nhân tạo cả. Cái điều này thì sẽ làm cho những loài vật suy giảm, cái điều này thì có thể dẫn đến cái việc là suy giảm thực vật, đúng không? Và không thể nào chúng tái sinh được nữa, thay đổi cái hệ sinh thái lâu dài đó hả? Giảm ánh sáng nè, ngụ ý rằng là giảm ô nhiễm ánh sáng, ngụ ý rằng nhiều thứ, ví dụ như là giảm gì, giảm những tia sáng từ mặt từ bầu trời nè, giảm ánh sáng nè, giảm sự xâm phạm ánh sáng nè, giảm cái sự hỗn loạn nè. Đó. Và những cái phương pháp tốt nhất cho việc giảm ánh sáng phụ thuộc chính xác vào cái vấn đề của tùy cái tình huống đó. Điều chỉnh cái loại ánh sáng mà được sử dụng để những cái tia sáng bị phát ra đó là những cái mà có thể. Vì sao? Vì những cái tia sáng mà được phát ra chính là những cái mà có thể gây ra cái việc ô nhiễm ánh sáng, đúng không ạ? Vậy mình đọc như vậy thôi, mình thấy bài này nói về cái việc gì nhỉ? Bài này nó có nói về cái việc là môi trường hoang dã cần ít ánh sáng hơn chúng ta nghĩ không? Không. Giảm ánh sáng là điều cần thiết đúng không? Không. Những cái tia sáng khác nhau cũng không. Mà nói vì giảm ánh sáng vào ban đêm là điều có lợi. Vì sao? Vì rõ ràng trong cái đoạn văn thứ 3 người ta đề cập đến là có việc ô nhiễm ánh sáng, đặc biệt là ô nhiễm ánh sáng vào ban đêm đúng không? Nó gây hại gì? Nè, giết thực vật nè, giảm chất lượng nước nè, ảnh hưởng hệ sinh thái nè, can thiệp khả năng định vị của mấy con bướm gì nè, đúng không? Rồi làm cho thực vật không thể tái tạo nữa. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là giảm ánh sáng vào ban đêm là điều có lợi, đúng không? Rồi sang câu 43. Vậy thì cái thái độ của tác giả trong bài viết này là gì? Thái độ chỉ trích, thái độ trung lập, thái độ tiêu cực hay thái độ tích cực, đúng không ạ? Vậy bạn phải nhìn lại cho anh, câu 43 là một câu khó. 43 là cái dạng câu mà người ta ra vào những năm 2015, 2014. Tức là cái thái độ của tác giả đến với bài đọc này là gì? Đây là một câu luôn luôn có trong cái đề đại học ngày xưa. Tại vì đề đại học ngày xưa là bài đọc 10 câu lận mấy đứa. Sau đó thì bài đọc còn lại 8 câu và bây giờ bài đọc còn lại 7 câu. Trên những cái dạng câu hỏi người ta bỏ bớt, người ta bỏ hết rồi ha. Nhưng mà đề đại học ngày xưa có những cái dạng này thì rất là khó bạn. Cái cách làm của dạng này là mình phải hiểu được cả bài đọc thì mình biết được cái thái độ là gì. Thì bạn nhìn cho anh nè. Đoạn văn đầu người ta bảo gì? Đoạn văn đầu là người ta bảo là ánh sáng thì có thể có lợi hoặc có hại đối với từng loài động vật, đúng không? Ví dụ như là có hại đối với những cái con nhện mà chúng không thích ánh sáng, nhưng mà lại có lợi đối với những cái loài nhện mà chúng ưa ánh sáng, đúng không? Ô nhiễm ánh sáng thì lại gây hại. Và đoạn này thì nó nói là những cái tiêu cực của ô nhiễm ánh sáng. Và rõ ràng bài đọc đang cung cấp cho mình thông tin, đúng không? Cung cấp cho mình thông tin về những cái điều tiêu cực mà ô nhiễm ánh sáng mang lại. Vậy rằng cái thái độ tác giả không hề bày tỏ cái thái độ tiêu cực với ô nhiễm ánh sáng, đúng không? Mà tác giả đang cung cấp thông tin, tức là thái độ tác giả là thái độ trung lập. Và đó đúng là câu B. Khó không? Khó đúng không? Rồi bây giờ quay lại câu 39.
Bài đạo mày chủ yếu thảo luận ở vấn đề gì? Thì rõ ràng bài đạo mày cả bài đang nói về việc ô nhiễm ánh sáng thôi. Vì ánh sáng ô nhiễm môi trường như thế nào chính là câu B, là câu hợp lý nhất của bài mình nhé. Vậy nó hỗ trợ bạn sẽ xong bài đọc 5 câu rồi. Bây giờ mình giờ cùng chuyển sang bài đọc 7 câu nhé.